Ngủ dậy chưa? 일어났어요? 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 Ngủ dậy chưa hoặc là thức dậy chưa? Câu này nghe rất quen đúng không? 일어났어요? Các bạn có từ 일어나다 là động từ gốc nguyên thể là 일어나다 mà nghĩa là ngủ dậy hoặc là thức dậy. Thì khi ai đó hỏi là đã ngủ dậy chưa hoặc là ngủ dậy chưa thì các bạn sẽ chia được quá khứ là 일어났어요, nối âm lên 일어났어요, ngủ dậy chưa. Đang làm gì đấy? Các bạn cũng tự thêm chủ ngữ vào nhé. Ví dụ là gì nhỉ? Anh đang làm gì đấy ạ? Hoặc là em đang làm gì đấy? 뭐 하고 있어요? 뭐 하고 있어요? Hoặc 뭐 하고 있어요? Đang làm gì đấy? 뭐 là gì? Ha trong từ ha ta là làm. Động từ bỏ ta gắn với 고 있어요 hoặc là 고 있습니까? Mà nghĩa là đang làm cái gì đó. Cụ thể là 뭐 하고 있어요? Dạng câu hỏi. Anh đang làm gì đấy ạ? À? Hoặc là em đang làm gì đấy? Khi mà trả lời các bạn có thể thay thế cái từ để hỏi, thay cụm động từ để hỏi bằng một cái câu trả lời. Cụ thể gọi là gì nhỉ? 밥을 먹고 있어요. Tôi đang ăn cơm hoặc là gì nhỉ? 숙제하고 있어요. Đang làm bài tập. Ăn cơm chưa? Một câu này nghe hỏi rất là nhiều. 밥 먹었어요? 밥 먹었어요? 밥 먹었어요? Em ăn cơm chưa? Hoặc là chị ăn cơm chưa? Hoặc là bố ăn cơm chưa ạ? 밥 먹었어요? Gọi có từ 밤. Phát âm là 밤 khi mà theo sau của nó là một phụ âm mời thế này. Còn thực tế của nó là từ 밥, 밥. Nhưng mà khi mà theo sau là phụ âm mời, các bạn sẽ biến âm là thành 밤. 밤 giống như là ban đêm ấy, 밤. Biến âm thành 밤. 먹었어요. Nối âm lên nhá. 먹었어요. Đã ăn chưa? 밥 먹었어요. Anh đã ăn cơm chưa ạ? Trưa nay ăn gì nhỉ? Cái câu này nghe rất là nhiều, đặc biệt là khi ví dụ như các bạn làm cùng công ty với nhau, cứ đến bữa trưa là hỏi trưa nay ăn gì nhỉ? 점심에 뭐 먹어요? 점심에 뭐 먹어요? 점심에 뭐 먹어요? Trưa nay ăn gì nhỉ? Hoặc là ăn gì vào trưa nay nhỉ? Các bạn có 점심. 점심 mang nghĩa là buổi trưa hoặc nó cũng mang nghĩa là bữa trưa. 점심에 các bạn hiểu là vào cái buổi trưa thì 뭐 먹어요 ăn gì nhỉ? Các bạn có từ 먹다 là ăn, chia theo đuôi 요 sẽ là 먹어요, 뭐 먹어요 ăn gì nhỉ? Trưa nay ăn gì nhỉ? Không ngủ à? Ăn 자요? Ăn 자요? Ăn 자요? Không ngủ à? Các bạn có từ động từ 자다 mang nghĩa là ngủ, các bạn bỏ 다 đi chia theo đuôi 요 thành 자요. Thế thì cái từ phủ định là từ ăn mà nghĩa là không, đứng đằng trước của động từ hoặc là tính từ ăn trái ó. Không ngủ à? Có thể thêm chủ ngữ là gì nhỉ? Em không ngủ à? Mày không ngủ à? Hoặc là cậu không ngủ à? Anh không ngủ à? Oppa ăn trái ó? Anh không ngủ à? Nữa là xong việc chưa? 일다 했어요? 일다 했어요? 일다 했어요? Xong việc chưa? Các bạn cũng thêm chủ ngữ vào tùy đối tượng giao tiếp. Anh xong việc chưa? Chị xong việc chưa? Il là công việc. Tha ha ta mà nghĩa là làm xong hết. Còn đã làm xong hết chưa? Hoặc là các bạn hiểu là xong chưa sẽ là cái đuôi quá khứ. Xong việc chưa? Il tha hết soi. Hoặc là il tha hết sum nika. Xong việc chưa? Em đã dọn dẹp nhà chưa? 집을 청소했어요. 집을 청소했어요? 집을 청소했어요? Em đã dọn dẹp nhà chưa? 집 có nghĩa là nhà. 청소하다 là động từ nguyên thể mà nghĩa là dọn dẹp. Còn đã dọn dẹp chưa? Các bạn sẽ chia theo đuôi quá khứ. 청소하다 thì từ 하다 chuyển đổi thành 했다. Và có thể chia theo đuôi 요 là 청소했어요 hoặc 청소했습니까? 집을 청소했어요? Em đã dọn dẹp nhà chưa? Đi đâu đấy? 어디에 가요? 어디에 가요? 어디에 가요? Đi đâu đấy? 어디 có nghĩa là đâu? 뭐뭐에 가요 là đi đến đâu? Cụ thể là 어디에 가요? Đi đến đâu đấy?
Khi mà trả lời các bạn có thể thay thế là gì nhỉ? Ví dụ là 시장에 가요, tôi đi chợ. Hoặc là 회사에 가요, đi đến công ty. 시장 có nghĩa là chợ. 시장에 가요 hoặc là 도서관에 가요, tôi đi đến thư viện. Thay từ để hỏi bằng một cái địa điểm cụ thể là được. Đi với ai đấy? 누구랑 가요? 누구랑 가요? 누구랑 가요? Đi với ai đấy? 누구 là ai? 랑 mà nghĩa là với. 누구랑? 누구랑 가요? Đi với ai đấy? Dụ là gì nhỉ? 친구랑 가요. Thay cái từ để hỏi 누구, từ để hỏi về người, bằng một danh từ chỉ người cụ thể, gọi có từ 친구 chẳng hạn. Hoặc là 남자 친구 với 남자. 남자 là bạn trai đấy. 남자 친구 là bạn trai. Các bạn có thể nói là gì nhỉ? 남자 친구랑 가요 hoặc là 친구랑 가요. Không ăn à? 안 먹어요? 안 먹어요? 안 먹어요? Không ăn à? 안 có nghĩa là không. 먹어요? Ăn. 안 먹어요? Động từ đằng trước là một từ phủ định. 안. 안 먹어요? Em không ăn à? Cậu không ăn à? Anh không ăn à? Sao không ăn hoặc là tại sao không ăn? Cái từ uề nó mang nghĩa là tại sao hoặc là sao. Tại viết xấu quá các bạn ạ. Tại sao không ăn? 왜 안 먹어요? 왜 안 먹어요? 왜 안 먹어요? Hoặc là 왜 안 먹어요? Sao không ăn? Tại sao em không ăn? Hoặc là sao em không ăn? 왜 là tại sao? 안 먹어요? Không ăn. Sao buồn thế? 왜 슬퍼요? 왜 슬퍼요? 왜 슬퍼요? 왜 슬퍼요? Sao buồn thế? 왜 tại sao? 슬퍼요? Các bạn có gốc của nó là từ 슬프다 mà nghĩa là buồn, buồn bã. Chia theo đôi 요 thì biến đổi 푸 thành 퍼요. 슬퍼요. 왜 슬퍼요? Sao buồn thế? Có chuyện gì vậy? Câu này cũng sử dụng rất là nhiều này. 무슨 일이에요? 무슨 일이에요? 무슨 일이에요? Có chuyện gì vậy? Hoặc một câu tương tự 무슨 일이 있어요? 무슨 일이 있어요? Các bạn có từ 무슨 ở đây mà nghĩa là gì? 일 có nghĩa là việc hoặc là chuyện. 이에요 mà nghĩa là cái chuyện gì vậy? Hoặc 있어요 là có. 무슨 일이 있어요? Có chuyện gì vậy? Các bạn có thể sử dụng một trong hai câu này, nghĩa tương đương nhau. Có gì vui à? 무슨 좋은 일 있어요? 무슨 좋은 일 있어요? 무슨 좋은 일 있어요? Có gì vui à? Có chuyện gì vui à? 무슨 có nghĩa là gì? 좋은 일 có nghĩa là cái việc tốt lành hoặc là chuyện vui. 있어요? Có cái chuyện gì vui à? Có chuyện vui gì à? 무슨 좋은 일 있어요? Có gì vui à? Sao không nghe máy? Có thể là sao em không nghe máy? Sao chị không nghe máy? 왜 전화 안 받았어요? 왜 전화 안 받았어요? 왜 전화 안 받았어요? Sao không nghe máy? Sao không nghe máy hả? 왜 tại sao? An có nghĩa là không nhá, đứng đằng trước của động từ. Chon hoa là điện thoại, còn bắt ta là nhận, còn an ba tát sỏi là đã không nhận. Tức là tại sao lại không nhận điện thoại hoặc là không nghe máy đấy, không nghe điện thoại đấy. Quê chon hoa an ba tát sỏi sao không nghe máy? Đã tan làm chưa? 퇴근했어요? 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 Đã tan làm chưa? Em đã tan làm chưa? Anh đã tan làm chưa? Các bạn có từ 퇴근하다 là tan sở hoặc là tan làm. Thế thì hỏi đã, chưa thì các bạn sẽ chia tới quá khứ 했어요. 퇴근했어요. Đã tan làm chưa? Đã ngủ chưa? 잤어요. 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 Đã ngủ chưa? Em đã ngủ chưa? 잤어요. Em đã ngủ chưa? Hoặc cũng có thể dùng là gì nhỉ? 잤어요. Đã ngủ rồi cơ à?
cũng có thể dịch như thế tùy ngữ cảnh nhé. Có thể dịch là đã ngủ chưa hoặc là đã ngủ rồi cơ à, chặt sói ô. Sao còn chưa ngủ? 왜 아직도 안 자고 있어? 왜 아직도 안 자고 있어? 왜 아직도 안 자고 있어? Sao vẫn còn chưa ngủ? Các bạn có từ 왜 là tại sao, 아직도 là vẫn còn, 안 là không, 자 trong từ 자다 là ngủ, 고 있어 là đang. Các bạn hiểu là gì nhỉ? Đang không ngủ đấy. Hoặc các bạn dịch một cách đơn giản là sao còn chưa ngủ hoặc là sao vẫn còn chưa ngủ. Sao vẫn còn đang chưa ngủ đấy. Cái 고 있어요 mà nghĩa là đang. Trong cái lối thân mật xuồng xã, các bạn không cần dùng với đôi yo. Chỉ cần là 자고 있어. 아직도 là vẫn. 아직도 안 có nghĩa là gì nhỉ? Vẫn chưa. 자고 있어 vẫn chưa ngủ. Sao vẫn đang chưa ngủ vậy? 왜 아직도 안 자고 있어? Muộn rồi sao chưa đến nhỉ? 늦었는데 왜 아직 안 와요? 늦었는데 왜 아직 안 와요? 늦었는데 왜 아직 안 와요? Muộn rồi sao chưa đến nhỉ? Có thể là gì nhỉ? Muộn rồi sao anh ấy chưa đến nhỉ? Các bạn có từ 늦었는데 là muộn rồi, nhưng mà 왜 là tại sao, 아직 안 là vẫn chưa, 와요 gốc là động từ ô tả mà nghĩa là đến, chia theo đôi thân mật lịch sự là đôi yo thành 와요. 늦었는데 đã muộn rồi mà, 왜 아직 안 와요 nhưng mà sao vẫn chưa đến nhỉ? Các bạn có từ 늦다 mà nghĩa là muộn, còn đã muộn rồi sẽ là 늦었다. Và 는데 ở đây dùng để nối câu một cách nhẹ nhàng, có thể đơn thuần chỉ là nối câu giống như là dấu phẩy của chúng mình thôi, hoặc các bạn cũng thể dịch nó mang nghĩa là nhưng, đã muộn rồi nhưng tại sao chưa đến nhỉ. Và ở đây các bạn cần chú ý về cách phát âm, phụ âm sở ở đây theo sau là niên thì các bạn sẽ biến đổi thành niên nhé, biến đổi là 늦었는데 늦었는데 왜 아직 안 와요. Alo, ai thế ạ? 여보세요? 누구세요? 여보세요? 누구세요? 여보세요? 누구세요? Alo, ai thế ạ? Cái câu mà khi các bạn nhấc điện thoại lên giống như câu alo của tiếng Việt là 여보세요? Ai thế ạ? Alo. Và ai sẽ là 누구세요? Dạng đôi câu hỏi lịch sự. 누구세요? Ai thế ạ? Hoặc khi mà nghe tiếng gõ cửa, các bạn ra mở cửa, các bạn có thể vừa mở vừa hỏi là 누구세요? Ai thế ạ? Hoặc các bạn nhấc điện thoại lên và các bạn hỏi đầu dây bên kia là 누구세요? Ai thế ạ? Một cách rất là lịch sự. 먹어보자. 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 Ăn thôi. 먹어보자. 먹어보자. Ăn thôi. Là gì? Chúng mình ăn thôi hoặc là bọn mình ăn đi. 다음번에 보자. 다음번에 보자. 다음번에 보자. Hẹn gặp lại lần tới. 다음번에 보자. 다음번에 보자. Hẹn gặp lại lần tới. 다음번에 có nghĩa là vào cái lần sau, thì các bạn có từ 보다 động từ mang nghĩa là gặp hoặc là xem. 자 có nghĩa là chúng ta hãy gặp nhau lần sau nha. Cũng là một đuôi câu dụ dê cùng thực hiện hành động. 다음번에 보자. 별거 아니야. 별거 아니야. 별거 아니야. Không phải cái gì đặc biệt đâu. 별거 아니야. 별거. 별거. 별 có nghĩa là biệt, đặc biệt. 별거 có nghĩa là cái đặc biệt, điều đặc biệt. 아니야. 니야. 별거 아니야. 별거 아니야. Không phải cái gì đặc biệt đâu. 별거 아니야. 니가 최고야. 니가 최고야. 니가 최고야. 니가 최고야. Cậu là nhất. 니가 xưng hô ngang hàng hoặc là dành cho người nhỏ hơn chúng ta. 최고. 최고야 là nhất. 최고 các bạn hiểu là tối đa, tối cao đấy. Nhất ấy, bạn là nhất. 노래 좀 그만해. 노래 좀 그만해. 노래 좀 그만해. Đừng hát nữa, hoặc là ngừng việc hát lại đi. 노래 좀 그만해.
노래 좀 그만해. Đừng hát nữa. Còn có từ 노래 mang nghĩa là hát, 좀 làm ơn, 그만해 có nghĩa là dừng. 노래 좀 그만해. 노래 좀 그만해. Đừng hát nữa. 너나 나나 마찬가지야. 너나 나나 마찬가지야. 너나 나나 마찬가지야. Bạn hay tôi thì cũng giống nhau mà, hoặc là bạn cũng giống như tôi. Nó có nghĩa là bạn, hoặc là mày, em. Na có nghĩa là tôi hoặc là anh chị. Hiểu là gì? Na, các bạn hiểu là hay. Tức là gì? Ví dụ là gì? Em hay là anh thì cũng 마찬가지. À, 마찬가지. 마찬가지 có nghĩa là giống nhau, là như nhau. Ya, gốc chính là từ y tà. Ở cái dạng ngang hàng thì các bạn sẽ biến y tà thành ya. 너나 나나 마찬가지야. Bạn cũng giống như tôi. Hoặc là gì nhỉ? Mùa đông thì cũng giống như mùa hè, tức là 여름이나. Ví dụ đối với danh từ kết thúc bằng phụ âm thì sẽ gặp phải 이나. Ví dụ là 여름이나 겨울이나 마찬가지야. Có nghĩa là mùa đông hay mùa gì nhỉ? Mùa hè thì cũng giống nhau. 당신은 젊은데 나도 마찬가지이다. 당신은 젊은데 나도 마찬가지이다. Anh còn trẻ và tôi thì cũng vậy. 당신은 젊은데. 당신, anh, bạn, 젊은데. Bạn còn trẻ và 나도, tôi cũng 마찬가지이다. Anh còn trẻ và tôi cũng vậy, hoặc là hiểu là gì? Anh còn trẻ và tôi cũng giống như thế. 잘 잤어? 잘 잤어? 잘 잤어? Ngủ ngon không? 잘 잤어? 잘 잤어? Hoặc 잘 잤어요? Ngủ ngon không? 여기 와이파이 있어요? 여기 와이파이 있어요? 여기 와이파이 있어요? Ở đây có wifi không ạ? 여기 와이파이 있어요? Hoặc thêm cái tiểu từ, trợ từ 가. 여기 와이파이가 있어요? Hoặc là 여기 와이파이 있어? Ở đây có wifi không? 진심이야? 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 Là thật hả? Hoặc là cậu nghiêm túc chứ? 진심이야? 진심이야? Là thật hả? 진심 là thật tâm, thật lòng. 이야 là thật tâm à? Hoặc là thật lòng hả? Hoặc là thật đó hả? Hoặc là cậu nghiêm túc chứ? 나중에 얘기해. 나중에 얘기해. 나중에 얘기해. 나중에 얘기해. Nói với cậu sau nhé. 나중에 얘기해. 나중에 sau này. 얘기해. Các bạn có 얘기하다, gốc động từ mà nghĩa là nói chuyện, trò chuyện. Tức là sau này chúng mình hãy nói chuyện nhé, hoặc là chúng mình nói chuyện sau nha. 나중에 얘기해. 나중에 얘기해. 다음에 또 봐. 다음에 또 봐. 다음에 또 봐. Gặp lại sau nhé. 다음에, 다음에 là lần sau. 또 có nghĩa là lại hoặc là nữa. 봐, 좀 봐요. Lần sau chúng ta lại gặp nữa nhé. 식은 죽 먹기지. 식은 죽 먹기지. 식은 죽 먹기지. Dễ như ăn cháo nguội. Các bạn có 식은 죽. 식은 죽 có nghĩa là cái cháo nguội, món cháo nguội. 먹기지. Các bạn có từ 먹기. Các bạn hiểu là ăn, cái việc ăn. Các bạn hiểu ở đây có nghĩa là gì? Dễ như ăn cháo nguội. Đây là một cách nói so sánh ví von. 식은 죽 먹기지. Ví dụ là gì nhỉ? 한국어를 공부해서 식은 죽 먹기지. Có nghĩa là gì? Học tiếng Hàn thì dễ như ăn cháo nguội. Ví dụ thế. 정확해. 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 Chính xác. 정확해. 정확해. Chính xác. 시도해봐. 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 Thử, thử nghiệm xem sao. Các bạn có 시도하다 có nghĩa là thử nghiệm động từ. Còn 시도해봐 hoặc 시도해봐요 có nghĩa là hãy thử làm thử nghiệm xem sao.
Ví dụ là 먹어봐 có nghĩa là hãy thử ăn xem sao, hoặc là 말해봐 thử nói xem sao. Như vậy là động từ chia theo đuôi a o hoặc là do gắn với 봐, thử làm cái gì đó. 솔직히 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 thật ra thì gọi là thành thật mà nói. 솔직히 thật ra thì gọi là thành thật mà nói thì các bạn lưu ý nhé. Thực ra cái phần phiên âm, cái dòng chữ thứ hai chỉ là phần chúng ta tham khảo thôi, dành cho những bạn nào thực sự mà chúng ta học kiểu như là học sổi ấy, chúng ta không có thời gian để học cách bài bản ấy mà cần giao tiếp ngay thì chúng ta sẽ tham khảo một chút cái phần phiên âm này. Còn lại là chúng ta cố gắng, chúng ta chỉ nghe, chúng ta nhìn mặt chữ tiếng Hàn thôi. Phần phiên âm chỉ mang tính chất tương đối, không chính xác. Gọi là tương đối thôi, để tham khảo thêm thôi. Cho nên các bạn đừng chú trọng vào cái phần mình phiên âm chữ màu xám nhé. Kẻo lại bảo là cô phiên âm vớ vẩn. Vì thực tế là cái việc mà lấy một ngôn ngữ ấy, lấy chữ tiếng Việt để phiên ra cái cách phát âm của tiếng Hàn ấy, không bao giờ là hoàn toàn chính xác cả. Tương đối thôi các bạn. 있잖아, 있잖아, 거래 마, 있잖아, 있잖아, 거래 마. Sẽ gấp đôi phụ âm âm tiết thứ hai. 있잖아, 있잖아. Dụ là gì nhỉ? 지갑 어디지? 지갑 어디지? Có nghĩa là cái ví của mình đâu nhỉ? Hoặc là hoặc là gì nhỉ? Ví dụ là 가방 어디서? 가방 어디서? Có nghĩa là gì nhỉ? Cái túi sách của mình đâu nhỉ? Thế thì bạn kia nói là gì nhỉ? 있잖아 hoặc là 여기 있잖아, có đây mà. 그거 어땠어? 그거 어땠어? 그거 어땠어? Thế nào rồi? Hoặc là cái chuyện ấy thì thế nào rồi? 그거 어땠어? 그거 어땠어? Thế nào rồi? 그거 cái đó hoặc là cái chuyện đó, chuyện ấy. 어땠어? Thế nào rồi? 배고파, 배고파, 배고파. Tôi đói. 배고파, tôi đói. 나도 어쩔 수 없었어. 나도 어쩔 수 없었어. 나도 어쩔 수 없었어. Tôi cũng không còn cách nào khác. 나도, 나도 어쩔 수 없었어. 나도, tôi cũng, chị cũng, anh cũng, mình cũng, tao cũng. 어쩔 수 없었어, có nghĩa là không thể làm cách nào khác. 길을 잃었어요, 길을 잃었어요, 길을 잃었어요. Tôi bị lạc đường. 길을 잃었어요, 길을 잃었어요. Các bạn có gốc động từ là 길을 잃다, có nghĩa là lạc đường. Il thả gốc động từ mà nghĩa là mất hoặc là lạc, thất lạc. Kil có nghĩa là đường, kil. Mola, mola, không biết nữa. Mola, ví dụ là Han cô có ả réo. Mola, mola, không biết, tôi không biết. Nè chareya, nè chareya, nè chareya, tới lượt cậu. Nè chính là dạng gọn của nò và ươi. Nò một từ xưng hô các bạn hiểu là dành cho người ngang hàng nhỏ tuổi hơn chúng ta. Chúng ta ví dụ là gì nhỉ? Nò ấy. Hoặc là các bạn hiểu là nò ví dụ là mày hoặc là em, bạn, cháu chắc gì đó. Nò ấy có nghĩa là của cháu, của bạn, của mày hoặc là của em. Ví dụ là gì nhỉ? Ở đây các bạn sẽ có viết gọn lại thành từ nê. Nò ấy viết gọn lại thành từ nê. Có nghĩa là gì nhỉ? Tới lượt chare. Chare có nghĩa là lượt hoặc là thứ tự. Nê chare có nghĩa là gì nhỉ? Lượt của cậu. Ya gốc chính là từ y tà. Nê chare ya có nghĩa là gì nhỉ? Là lượt của cậu kìa hoặc là tới lượt của cậu rồi. Ở đây có thể nói một cách ví dụ sử dụng với đôi yo sẽ là nê chare chare yeo. Tuy nhiên sử dụng với cái từ nò e thì ta có thể sử dụng một cách thân mật sùng sã với những người ngang hàng nhỏ tuổi hơn. Nê chare ya, không cần sử dụng với đôi yo là chare yeo, không cần, mà sẽ là nê chare ya, tới lượt của cậu rồi kìa. 나도 보자, 나도 보자, 나도 보자. Cho tớ xem với. 나도 보자, 나도 보자. Cho tớ xem với, hoặc là tớ cũng xem nào. 나도, tớ cũng, 보, từ 보다, 자.
hiểu là gì nhỉ? Cậu xem và tớ cũng xem cùng với, tức là cả hai người cùng thực hiện hành động, rủ dây nhau. Ây, 그럴 리가. Ây, 그럴 리가. Ây, 그럴 리가. Ây, không thể nào. Ây, 그럴 리가. Ây, 그럴 리가. 그럴 리가. 그럴 리가. Không thể nào. Không thể nào hoặc là không có lý nào. 크게 말해줘. 크게 말해줘. 크게 말해줘. Nói to lên nào. Hoặc là làm ơn nói to lên. 크게 말해줘. 크게 말해줘. Hoặc là 크게 말해줘요. Hoặc là 크게 말해주세요. 나 믿어줘. 나 믿어줘. 나 믿어줘. Tin tớ đi. 나 믿어줘. Các bạn có từ 믿다 có nghĩa là tin tưởng. Còn khi mà chia đôi a, o, yo gắn với 주다 mang nghĩa là xin xỏ ai đó làm cái gì. Có nghĩa là gì nhỉ? Hãy tin tớ đi. 말해주세요 có nghĩa là làm ơn hãy nói đi. Còn 믿어주세요 có nghĩa là hãy tin đi. 보여줘. 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 Cho tớ xem đi. Các bạn có từ 보이다 là trông hoặc là coi. Thế thì 보여주다 có nghĩa là hãy cho tớ coi đi hoặc là cho tớ xem đi. Gốc của từ 주다 là cho mà. 보이다 là xem, cho xem. Thế thì 보여주다 chia thành 보여줘요 hoặc là 보여줘 có nghĩa là hãy cho xem đi. 언제? 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 Khi nào? 언제? 언제? Khi nào? Ví dụ là 언제 시험을 봐요? Khi nào cũng thi. Hoặc là 언제 가요? Khi nào đi. Hoặc là 언제 일해요? Khi nào thì làm việc. Hoặc là 언제 결혼해요? Khi nào thì kết hôn. 잠시만, 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 chờ chút. Có nghĩa là đợi một chút hoặc là chờ một chút. 너 그렇게 살지 마, 안 돼. 너 그렇게 살지 마, 안 돼. 너 그렇게 살지 마, 안 돼. Em đừng có sống như vậy, không được đâu. 너 그렇게 살지 마, 안 돼. 너 그렇게 살지 마, 안 돼. 너 그렇게 살지 마, 안 돼. 너, em, cậu, mày. 그렇게 như thế, 살다 là sống, 살지 마, đừng sống. 그렇게 살지 마, đừng sống như thế, 안 돼, không được đâu. 제 시간에 갈게, 제 시간에 갈게, 제 시간에 갈게. Tôi sẽ đến đúng giờ. 제 시간에 갈게, 제 시간에 갈게. Tôi sẽ đến đúng giờ. 제 시간 nghĩa là đúng giờ. Thời gian đúng, giờ đúng. 에 nghĩa là vào, vào đúng giờ. 갈게 là sẽ đến, động từ 가다. 제 시간에 갈게. 갈게 mà nghĩa là sẽ, thì cái dự định một cách rất là chắc chắn. 오해하지 마. 오해하지 마. 오해하지 마. Đừng hiểu lầm hoặc là đừng hiểu nhầm. 오해하지 마. 오해하지 마. 오해하다. Gốc động từ là hiểu nhầm, hiểu lầm. 지 마. Đừng. 오해하지 마. 내 생각은 달라. 내 생각은 달라. 내 생각은 달라. Tôi nghĩ khác. 내 생각은 달라. 내 생각은 달라. Tôi nghĩ khác, hoặc là suy nghĩ của tôi thì khác. 내 생각 có nghĩa là giải gọn của 나의. 나 là tôi, chị, anh, mình, tớ, tao, ơi có nghĩa là của. 나의 các bạn sẽ có là 나의 gọi lại là thành 내 생각. Cái suy nghĩ của tôi thì 달라 khác, các bạn có 달라요. 내 생각은 달라. Tôi thì suy nghĩ khác. 무슨 말이야? 무슨 말이야? 무슨 말이야? Cậu có ý gì? Hoặc là cái lời cậu nói là gì vậy? 무슨 말이야? 무슨 말이야? Cậu có ý gì? Hoặc là cậu nói gì vậy? Tức là nghe cái người kia nói và thấy rằng nó khó có thể chấp nhận. Không tin được những cái lời đấy, thấy bất ngờ. Cho nên là hỏi lại là 무슨 말이야? Cậu có ý gì? Hoặc là cậu nói gì vậy? Hoặc là cái lời cậu nói là gì thế?
mu sưng bài có nghĩa là cái lời gì, ý á, là cái lời gì vậy? 내 말이 그 말이지. 내 말이 그 말이지. 내 말이 그 말이지. Đấy là cái tớ đang nói, hoặc là cái lời của tớ là cái lời như thế đó. 내 말이 그 말이지. 내 말이 그 말이지. Đấy là cái tớ đang nói. 내 말 có nghĩa là cái lời của tớ. 그 말 cái lời ấy. 이 có nghĩa là 지. Chỉ thể hiện cái sự khẳng định. 그 말이지 có nghĩa là gì nhỉ? Chính là cái điều đó đấy. 내 말이 có nghĩa là cái lời của tớ ấy, thì chính là cái lời đó đấy. Hoặc là gì nhỉ? Đấy là cái tớ đang nói. Hoặc là đấy chính là cái điều mà tớ muốn nói đấy. 무슨 일이야? 무슨 일이야? 무슨 일이야? Có chuyện gì vậy? Hoặc là chuyện gì vậy? Hoặc là việc gì vậy? Vừa rồi chúng ta có 무슨 말 có nghĩa là cái lời gì. Còn đây là 무슨 và 일. 무슨, 무슨 일이야? 무슨 일이야? Có nghĩa là có chuyện gì vậy? 다 잘 될 거야. 다 잘 될 거야. 다 잘 될 거야. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà. 다, tất cả. 잘 되다 có nghĩa là trở nên ổn. 될 거야 có nghĩa là sẽ. Tức là gì? Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. 다 잘 될 거야. Các bạn sẽ có cái âm này phát âm rất là nhẹ giống như âm thờ. Không phải là ta mà sẽ là ta. 다 잘 될 거야. 내가 내 입장이 돼봐. 내가 내 입장이 돼봐. 내가 내 입장이 돼봐. Thử đứng trên lập trường của tớ đi, hoặc là thử đặt cậu vào vị trí của tớ đi. 네 có nghĩa là gì nhỉ? Cậu, một từ dành cho những người các bạn hiểu là ví dụ là bạn, hoặc là cậu, hoặc là em, mày. 네 có nghĩa là của tôi, của mình, của tao, của tớ, của chị, của anh gì đó. 입장, 입장, 입장 có nghĩa là gì? Cái lập trường. 내 입장 có nghĩa là cái lập trường của tớ. 돼봐 các bạn hiểu là thử. 내 입장이 되다 là gì? Đứng trên lập trường của tôi. Thế thì các bạn hiểu có từ đây 돼봐, 돼봐요 có nghĩa là thử. Thử đứng trên lập trường của tôi đi, hoặc là cậu hãy thử đặt cậu vào vị trí của tớ đi. 내 잘못이야. 내 잘못이야. 내 잘못이야. Là lỗi của tớ. 내 잘못이야. 내 잘못이야. 내 có nghĩa là của tôi, của tớ. 잘못 có nghĩa là cái sự sai sót, cái sự lỗi lầm. 내 잘못이야. Là lỗi của tớ. 괜찮아요. Câu này thì lại thêm lưu yô. Thông thường giống như là đầu video mình giới thiệu là những cái câu 반말 không kính ngữ, các bạn sẽ nói là 괜찮아, 괜찮아, ổn chứ, hoặc là cậu không sao chứ. 계속해, 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 tiếp tục nào. 계속해, 계속해, nối âm lên. 계속해, tiếp tục nào, tiếp tục thôi. 잠이 안 와서 뒤척였어. 잠이 안 와서 뒤척였어. 잠이 안 와서 뒤척였어. 잠 chọc không ngủ được, hoặc là vì không ngủ được nên cứ lăn lộn, lăn qua lăn lại, hoặc là trằn trọc. Các bạn có đây là 뒤척이다, gốc là 뒤척이다 có nghĩa là trằn trọc hoặc là lăn lộn, tức là thể hiện cái sự lăn lộn ở trên giường, chặt chọc, khó ngủ đấy. 잠이 안 와서 có nghĩa là vì không ngủ được nên 뒤척였어, 뒤척였어 nghĩa là gì nhỉ? Vì không ngủ được nên cứ chằn chọc, cứ thao thức. 왜 안 돼? 왜 안 돼? 왜 안 돼? Tại sao không? Hoặc là tại sao không được? 왜 안 돼? 왜 안 돼? Tại sao không? Tại sao không được? 나 다이어트 중이야. 나 다이어트 중이야. 나 다이어트 중이야. Tớ đang ăn kiêng. 나 다이어트 có nghĩa là gì nhỉ? Việc ăn kiêng. Các bạn phát âm không phải là 다이어트, không giống âm tờ mà sẽ là gì? 다이, âm thờ. 나 다이어트 중이야. 나 다이어트 중이야. 중이야 hoặc là 중이에요, bạn hiểu là đang trong quá trình làm gì đó, cụ thể là đang ăn kiêng.
sẽ có danh từ gắn với 중이야. Ví dụ là 운전 중이야, nghĩa là tôi đang lái xe, còn 다이어트 중이야, đang ăn kiêng. 진정해. 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 Bình tĩnh nào hoặc là trấn tĩnh nào. 진정해. Bình tĩnh nào. 무슨 상관이야? 무슨 상관이야? 무슨 상관이야? Liên quan gì? Liên quan gì chứ? 무슨 상관이야? 무슨 상관이야? 무슨 상관이야? 무슨 상관이야? Liên quan gì? Các bạn có, đây là danh từ 상관, cái sự liên quan. Vừa rồi chúng ta có rất là nhiều câu như là gì nhỉ? 무슨 말이에요? Hoặc là 무슨 말이야? Có nghĩa là gì nhỉ? Lời cậu nói là gì vậy? Hoặc là 무슨 일이야? Có nghĩa là gì nhỉ? Có chuyện gì vậy? Còn đây là gì nhỉ? 무슨 상관이야? Có nghĩa là có liên quan gì vậy? Hoặc là liên quan gì chứ? 영어 할 줄 아세요? 영어 할 줄 아세요? 영어 할 줄 아세요? Cậu biết nói tiếng Anh không? Ở đây thì sử dụng một cái đuôi lịch sự. 영어 할 줄 아세요? Các bạn có tiêu chuẩn alta có nghĩa là biết làm cái gì đó không? Thế thì 영어 하다 các bạn hiểu là nói tiếng Anh. 영어 할 줄 아세요? Cái dạng thân mật xuống xóa sẽ là 영어 할 줄 알아요? À, bỏ đuôi yo sẽ là 알아. 영어 할 줄 알아? 너 영어 할 줄 알아? Em có biết nói tiếng Anh không? 잠시만 기다려 주세요. 잠시만 기다려 주세요. 잠시만 기다려 주세요. Hãy chờ một chút. Ở đây thì cũng là một câu kính ngữ. Các bạn sẽ có ở đây cách nói thân mật. Các bạn sẽ có là gì nhỉ? 잠시만 기다려 주어. 주다 sẽ là 주어. 잠시만 기다려 주어 là chờ một lát nha. Dạng lịch sự sẽ là 잠시만 기다려 주세요. Đây cũng là một câu lịch sự này, kính ngữ này. 맛있게 드세요. 맛있게 드세요. 맛있게 드세요. Chúc ăn ngon miệng ạ, hoặc là mời anh ăn nhé, một câu nói trước bữa ăn. Ví dụ là 아버지 맛있게 드세요, có nghĩa là bố con mời bố ăn cơm ạ, hoặc hiểu là chúc bố ăn ngon miệng ạ. Thông thường sẽ là gì nhỉ? 맛있게 먹어. 맛있게 먹어. Ăn ngon miệng nha. Lịch sự là dùng với 드세요. 드세요 có nghĩa là dùng. Một từ kính ngữ trong tiếng Hàn, tức là gì nhỉ? Chúc dùng ngon miệng đấy. Khi dịch ra tiếng Việt thì vẫn dịch là ăn thôi. Nhưng mà trong tiếng Hàn thì chia ra mộc tà là một từ thông thường, còn tư si tà là một từ kính ngữ, mang nghĩa là dùng. 칭찬 감사합니다. 칭찬 감사합니다. 칭찬 감사합니다. Cảm ơn đã khen ạ. Đây cũng là một cái đuôi câu kính ngữ. Các bạn có thể đổi là 칭찬 감사해요. 칭찬 감사해요. Hoặc là 칭찬 고마워. 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 칭찬 고마워. Cảm ơn đã khen nha. 헐. Trời ơi, một câu cảm thán, một câu than, một câu bộc lộ cảm xúc. 헐. 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 Trời trời ạ. 오늘 진짜 더워. 오늘 진짜 더워. 오늘 진짜 더워. Hôm nay nóng thật đấy. 오늘 hôm nay 진짜 thật thực sự 더워 nóng. Tính từ là 덥다. 치료요 là 더워요 bỏ yo đi. 오늘 진짜 더워. Hôm nay nóng thật đấy. Cái từ này các bạn sẽ phát âm nhẹ nhé, gần như âm thờ ấy, không phải là to mà sẽ là thò. Ngày trước khi mình mới học thì mình cũng phát âm rất là củ chuối. Thực ra giáo viên ở ngày xưa mình học thì cũng là giáo viên Hàn dạy đấy, nhưng mà dạy không kỹ, dạy không được kỹ lắm, cho nên là cũng không nắn chỉnh phát âm cho từng người, mà người ta cứ nghe thấy rằng là phát âm hiểu là được, cho nên là người ta cũng không chỉnh chuẩn ấy. Cho nên là một thời gian đầu mình cũng phát âm từ này là to, cứ nghĩ là âm tờ. 오늘 진짜 더워. Nhưng mà thực tế thì sẽ là 오늘 진짜 더워. 오늘 진짜 더워. Hôm nay nóng thật đấy. 오늘 진짜 더워. 오늘 진짜 더워.
오늘은 진짜 더워. Hôm nay nóng thật đấy. 오늘은 진짜 더워. 오늘 진짜 더워. 오늘은 진짜 더워. Hôm nay nóng thật đấy. 진짜 thật, thực sự. 더워, 더워, 더워요. Nóng. 이해해 줘. 이해해 줘. 이해해 줘. Hãy hiểu cho tớ. Hiểu cho tớ nha. 이해해 줘. 이해해 줘. Các bạn có 이해하다 là hiểu. 이해해 gắn với từ 주다 là hiểu cho. 이해해 줘. Dạng lịch sự sẽ là 이해해 주세요. 나 지금 초콜릿이 땡겨. 나 지금 초콜릿이 땡겨. 나 지금 초콜릿이 땡겨. 나 지금 초콜릿이 땡겨. Tớ đang thèm chocolate, sô-cô-la đấy. 나 지금 초콜릿이 땡겨. 나 지금 초콜릿이 땡겨. 나 지금 초콜릿이 땡겨. Tớ đang thèm sô-cô-la. Chocolate có nghĩa là sô-cô-la. Các bạn có 땡기다. 땡기다 có nghĩa là thèm. 땡겨. 귀찮게 해서 미안해. 귀찮게 해서 미안해. 귀찮게 해서 미안해. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Các bạn có 귀찮게 해서 có nghĩa là so bằng nghĩa là vì nên. 귀찮게 해서 vì làm phiền nên. 미안해. 귀찮게 해서 미안해. 귀찮게 해서 미안해. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nha. 나 그거 찾고 있어. 나 그거 찾고 있어. 나 그거 찾고 있어. Tôi đang tìm nó hoặc là tôi đang tìm cái đó. 나 그거 찾고 있어. 나 그거 찾고 있어. Tôi đang tìm nó. 나 그거 cái đó cái ấy. 찾고 있어. 찾다 có nghĩa là tìm. 찾고 있어 có nghĩa là đang tìm. 저기 있어. 저기 있어. 저기 있어. Có ở đằng kia kìa. 저기 있어. 저기 있어. Có ở đằng kia kìa. 저기 là đằng kia. 있어. Có. 저기 있어. 저기 있어요. 간단히 말하자면. 간단히 말하자면. Đây là một câu kiểu là cửa miệng. Nói đơn giản thì 간단히 말하자면. 간단히 có nghĩa là một cách đơn giản. 말하자면 nếu mà nói, 면 자면 nếu thì để các bạn có là 말하다 là nói. 간단히 말하자면 nếu mà nói đơn giản thì ví dụ là 간단히 말하자면 한국어 어렵지 않아요. Nếu mà nói đơn giản thì tiếng Hàn không khó. Ví dụ thế thôi. 어렸을 때 어렸을 때 어렸을 때 khi còn nhỏ. 어렸을 때 khi còn nhỏ. Ví dụ là 어렸을 때 ví dụ khi còn nhỏ thì tôi đã từng gặp cô ấy. 어렸을 때 그녀를 만난 적이 있어요. Khi còn nhỏ thì tôi đã từng gặp cô ấy. 어렸을 때 우리 집에 놀러 와. 우리 집에 놀러 와. 우리 집에 놀러 와. Đến nhà tớ chơi hoặc là đến nhà tớ chơi nhé. 우리 집에 우리 집에 놀러 와 có nghĩa là đến chơi nhé. Các bạn có 놀러 오다 có nghĩa là đến chơi. 우리 집에 nhà của tôi, nhà của chúng tôi hoặc là đến nhà tớ, đến nhà mình. 편하게 있어. 편하게 있어. 편하게 있어. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé. 편하게 있어. 편하게 있어. Thực ra thì trong câu này có không nói là như ở nhà, các bạn hiểu là cứ tự nhiên nhé, cứ tự nhiên nhé. Hiểu là cứ tự nhiên nhé. Còn các bạn hiểu là thường dùng cái câu này khi mà khách đến nhà chúng ta hay nói là gì nhỉ? 편하게 있어. 편하게 있어 có nghĩa là cứ tự nhiên nhé. Mà chúng ta có thể dịch rõ nghĩa là 집처럼 giống như là ở nhà thì 편하게 있어. Còn dịch sát nghĩa sẽ là cứ tự nhiên nhé. 너 오늘 약 먹었어?
너 오늘 약 먹었어? 너 오늘 약 먹었어? Hôm nay cậu đã uống thuốc chưa? 너 em mày cậu 오늘 hôm nay 약 thuốc 먹었어? Đã uống chưa? 약 먹었어? Không dùng với 마시다 là uống, mà đối với thuốc các bạn sẽ dùng với 먹다. 약 먹었어? Đã uống thuốc chưa? 너 오늘 약 먹었어? Thực ra thì ở đây các bạn có là phụ âm g theo sau là phụ âm m, các bạn sẽ đọc biến âm là yang. Ví dụ là Hàn Quốc mal, các bạn sẽ phát âm là Hàn Quốc mal, thì đây cũng thế, sẽ là gì nhỉ? 너 오늘 약 먹었어? Phát âm là thành yang. Không phải là yak mà là 너 오늘 약 yang. 너 오늘 약 먹었어? 너 오늘 약 먹었어? Hôm nay đã uống thuốc chưa vậy? 너 오늘 점심 뭐 먹었어? 너 오늘 점심 뭐 먹었어? 너 오늘 점심 뭐 먹었어? Trưa nay cậu ăn gì rồi? 너 오늘 점심 뭐 먹었어? 너 오늘 점심 뭐 먹었어? Trưa nay cậu ăn gì rồi? 오늘 점심 có nghĩa là bữa trưa hôm nay. 뭐 먹었어? Đã ăn gì? 혹시 있을까? 혹시 있을까? 혹시 있을까? Liệu có không? 혹시 gọi có từ 혹시, một từ thể hiện cái sự băn khoăn, nghĩ ngợi, mà nghĩa là gì? Liệu là, không chắc là 있을까? Có không nhỉ? 혹시 있을까? Liệu có không? 좋겠다, 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 thích quá đi, 좋겠다. Thành âm khờ, chúc hết tà, gấp đôi phụ âm ấm tới cuối. Chúc hết tà, thích quá đi, gọi là gì nhỉ? Tham chú rê, tham, à, tham chú ế, tham chú ế, khá chúc quá hâm kê, gió hèn hay còi ồ. Có nghĩa là cuối tuần sau thì chúng tớ, thì tớ sẽ đi du lịch với gia đình. Thế thì bạn kia nghe thấy thế thì nói là wow, chúc hết tà, wow, thích quá đi, hoặc là thích thế. Nó cứ có ả đó, 너 그거 알아? 너 그거 알아? Bạn biết điều đó không? 너 그거 알아? 너 bạn hoặc là em cậu, 그거 cái điều đó, 알아 có biết không? 너 그거 알아? 오늘 재밌었어. 오늘 재밌었어. 오늘 재밌었어. Hôm nay thì tôi đã có một ngày vui vẻ, một ngày thú vị. 재밌었어. Thú vị, vui vẻ. 식욕이 없어. 식욕이 없어. 식욕이 없어. Tôi chẳng muốn ăn. 식욕 có nghĩa là cái sự thèm muốn ăn uống. 없어 không có. 식욕이 없어. Tôi chẳng muốn ăn hoặc là tôi không muốn ăn uống. 내가 할게. 내가 할게. 내가 할게. Tôi sẽ làm. 내가 할게. Tôi sẽ làm. 내가 살게, 내가 살게, 내가 살게, có nghĩa là tôi sẽ mua hoặc là để mình mua cho. Ví dụ là gì nhỉ? 누구 살 거예요? Ai sẽ mua? Thì trả lời rằng 내가 할, 내가 살게, 내가 살게, để mình mua cho. 너만 알고 있어, 너만 알고 있어, 너만 알고 있어. Chỉ mình cậu biết thôi đấy. 너만, man mà nghĩa là chỉ, 너만 có nghĩa là chỉ mình cậu hoặc là chỉ mình em hoặc là chỉ em. 알다 có nghĩa là biết. 고 있어, 고 있어요 là đang, tức là gì? Chỉ mình cậu đang biết cái điều này thôi. 오늘은 여기까지 합시다. 오늘은 여기까지 합시다. 오늘은 여기까지 합시다. Buổi hôm nay đến đây thôi, hoặc là hôm nay chúng ta làm đến đây thôi, hoặc là gì nhỉ? 오늘은 여기까지 공부합시다. Hôm nay chúng ta học đến đây thôi. 오늘은 hôm nay thì 여기까지, 까지 là đến, 여기 là đây, 여기까지 là đến đây, 합시다, 하다 nghĩa là học hoặc là làm. Tùy ngữ cảnh chúng ta sẽ dịch cái động từ 하다 mang nghĩa là gì. 비읍시다 một đuôi câu dụ dây đề nghị, chúng ta hãy làm cái gì đó. Cụ thể là hôm nay thì chúng ta hãy học đến đây thôi. 오늘은 여기까지 합시다. 아직 멀었어.
아직 멀었어. 아직 멀었어. Vẫn còn xa lắm. 아직 là vẫn. 멀었어. Xa. Ví dụ là gì nhỉ? 한국어 참 잘 하시네요. Tiếng Hàn của bạn thật là tốt. Thế thì trả lời rằng 아직 멀었어 có nghĩa là vẫn còn xa lắm, hoặc là hiểu là tôi vẫn còn kém, vẫn còn xa lắm thì mới được tốt như bạn nói. Các bạn có từ 아직 là vẫn, vẫn còn. 멀었어 có nghĩa là xa. Tính từ là 멀다 là xa. Các bạn có từ 아직 멀었어 cũng khi mà phát âm nhanh các bạn hiểu là sẽ giống như là các bạn sẽ phát âm giống là 아직, biến phụ âm thành âm ngờ. 아직 멀었어. 아직 멀었어. 나 그걸 좋아해. 나 그걸 좋아해. 나 그걸 좋아해. 나 그걸 좋아해. 너 thích nó. 나 그걸 좋아해. 좋아해 là thích. 그걸 chính là giảm gọn của 그것. 그것 và cái tiểu từ là 을. 그것을. 나 그것을 좋아해. Hoặc là biết gọn lại sẽ thành 그걸. 나 그걸 좋아해. 오늘 무슨 날이야? 오늘 무슨 날이야? 오늘 무슨 날이야? Hôm nay là ngày gì vậy? 무슨 날? Chúng ta vừa có 무슨 말 là cái lời gì, hoặc là 무슨 일 cái việc gì, hoặc là 무슨 상관 sự liên quan gì, có đây là 무슨 날 ngày gì. 오늘 무슨 날이야? Hôm nay là ngày gì vậy? 지금 그거 살 여유가 없어. 지금 그거 살 여유가 없어. 지금 그거 살 여유가 없어. Bây giờ tớ không dư dả để mua nó đâu. 지금 bây giờ 그거 cái đó là nó. 없어 là không có. 여유 có nghĩa là cái sự dư dả, cái sự thừa thãi rảnh rỗi. 살 여유 các bạn sẽ có động từ là 사다. Thế thì cái sự rảnh rỗi để mua các bạn sẽ có động từ gắn với 릴 và gắn với danh từ. Có nghĩa là để cái gì đó, để làm cái gì. Các bạn sẽ có là cái 여유 là cái sự dư giả. 살 có nghĩa là gì? 살 여유 sẽ là cái sự dư giả để mua. Tức là bây giờ thì tớ không có dư giả để mua nó đâu, hoặc là bây giờ tớ không có tiền để mua nó đâu. 누군지 맞춰봐. 누군지 맞춰봐. 누군지 맞춰봐. Đoán xem là ai nào. 누군지 맞춰봐. Các bạn có 맞추다 là đoán, 맞춰봐 là thử đoán, 맞춰봐요 thử đoán xem. 누군지, 누구 là ai. Có 누군지 có nghĩa là gì? Là ai. Kết hợp với động từ đoán xem là ai nào. 누군지 맞춰봐. Đoán xem là ai nào. 어떤 게 더 좋아? 어떤 게 더 좋아? 어떤 게 더 좋아? Cậu thích cái nào hơn? 어떤 게 cái nào, 더 là hơn, 좋아, 좋아요. 어떤 게 더 좋아? Cậu thích cái nào, hoặc là cậu thích cái nào hơn? 어떤 게 더 좋아? 그러세요. 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 Hãy làm như vậy đi. Các bạn có 그러다. 그러다 là như thế, như vậy. 그러세요 có nghĩa là cứ làm như vậy đi, hoặc là hãy làm như vậy đi. 왜 그러세요? 왜 그러세요? 왜 그러세요? Sao lại như thế? 왜 그러세요? 왜 그러세요? Sao lại như thế? 라면 먹고 갈래요? 라면 먹고 갈래요? Hay là ăn chút mì rồi hãy đi. 라면 먹고 갈래요? 라면 먹고 갈래요? 라면 먹고 갈래요? Hay là ăn chút mì rồi hãy đi. Các bạn hiểu đây là một câu hỏi đơn thuần thôi đúng không? Tuy nhiên thì còn làm cái câu ẩn ý. Hay là ăn một chút mì rồi hãy đi. Tức là một cái câu kiểu như là đôi nam nữ đang yêu nhau và gạ gẫm làm cái gì gì đó rồi hãy đi ấy. Các bạn tự suy diễn nhé. 빨리 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 nhanh lên. 빨리 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 nhanh lên. 빨리 nhanh. 같은 걸로 두 개 주세요. 같은 걸로 두 개 주세요.
Cho em hai cái giống như thế đi. 같은 걸로 두 개 주세요. 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 쟤 할 거에 종류 대리. 잘 됐다. 잘 됐다. 떴어. 잘 됐다. 잘 됐다. 잘 됐다. 떴어. 내가 알기로는 theo như tớ biết thì 내가 알기로는 내가 알기로는 theo như tớ biết thì gì gì đó 내가 보기에는 theo quan điểm của tớ 내가 보기에는 내가 보기에는 theo quan điểm của tớ thì 내가 기억하기로는 theo tớ nhớ thì 내가 기억하기로는 theo tớ nhớ thì 자니? 자니? Cậu ngủ rồi hả? 자니? 자니? Cậu ngủ rồi hả? 흔일 날 뻔했어. 흔일 날 뻔했어. Suýt nữa thì đã xảy ra chuyện lớn rồi. 흔일 날 뻔했어. 흔일 날 뻔했어. 흔일 날 뻔했어. 흔일 날 뻔했어. Suýt nữa thì đã xảy ra chuyện lớn rồi. 당연하지. 당연하지. Đương nhiên rồi. 당연하지. 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 Đương nhiên rồi. 그럴 가치가 있어? 그럴 가치가 있어? Nó đáng giá không? 그럴 가치가 있어? 그럴 가치가 있어? 그럴 가치가 있어? 그럴 가치가 있어? Nó có đáng giá không? 스트레스 받다. 스트레스 받다. Tôi bị căng thẳng, tôi bị stress. 스트레스 받다. 스트레스 받다. Tôi bị căng thẳng. 나 그날 약속 있어. 나 그날 약속 있어. Hôm đó anh có hẹn. 나 그날 약속 있어. 나 그날 약속 있어. 나 그날 약속 있어. Hôm đó anh có hẹn. 너무 기대하지 마. 너무 기대하지 마. Đừng hy vọng nhiều quá. 너무 기대하지 마. 너무 기대하지 마. 너무 기대하지 마. Đừng hy vọng nhiều quá. 나랑 잠깐 얘기 좀 할 수 있어? 나랑 잠깐 얘기 좀 할 수 있어? Có thể nói chuyện với tôi chút không? 나랑 잠깐 얘기 좀 할 수 있어? 나랑 잠깐 얘기 좀 할 수 있어? 나랑 잠깐 얘기 좀 할 수 있어? Có thể nói chuyện với tôi chút không? 늦었지만 생일 축하해. 늦었지만 생일 축하해. Tuy muộn nhưng chúc mừng sinh nhật nhé. 늦었지만 생일 축하해. 늦었지만 생일 축하해. 늦었지만 생일 축하해. Tuy muộn nhưng chúc mừng sinh nhật nhé. 나 가는 중이야. 나 가는 중이야. Tớ đang trên đường đi. 나 가는 중이야. 나 가는 중이야. 나 가는 중이야. Tớ đang trên đường đi.
어째서 그런 말 하는 거지? 어째서 그런 말 하는 거지? Sao bạn lại nói vậy? 어째서 그런 말 하는 거지? 어째서 그런 말 하는 거지? 어째서 그런 말 하는 거지? Sao bạn lại nói vậy? 알딸딸해. 알딸딸해. 너 사이좋이. 알딸딸해. 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 너 사이좋이. hoặc là tớ trao đảo, tớ chóng mặt, tớ say ấy. Cái trạng thái trao đảo, say, choáng, choáng choáng ấy. 아 아파. 아 아파. Đau quá. 아 đau quá. 아 아파. 아 아파. 아 đau quá. 좋은 때도 있고 나쁜 때도 있어. 좋은 때도 있고 나쁜 때도 있어. Có những thời điểm tốt và cũng có những thời điểm tồi tệ. Hoặc hiểu là có lúc lên voi, lúc xuống chó. 좋은 때도 있고 나쁜 때도 있어. 좋은 때도 있고 나쁜 때도 있어. 좋은 때도 있고 나쁜 때도 있어. Có thời điểm tốt và cũng có những thời điểm tồi tệ. 내 취향이야. 내 취향이야. Đây là sở thích của mình. 내 취향이야. 내 취향이야. 내 취향이야. Đây là sở thích của mình. 난 아닌데. 난 아닌데. Không phải mình mà. 난 아닌데. 난 아닌데. Chính là dạng viết gọn của 나는 아닌데. 나는 아닌데. Hoặc là 난 아닌데. 난 아닌데. Không phải mình. 누구세요? 누구세요? Ai ở đó? Hoặc là ai đó? Hoặc là ai ở đó vậy? Hoặc là ai đó? Ai thế? 누구세요? 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 Ai đó? Ai đấy? 나 지금 가야 해. 나 지금 가야 해. Tớ phải đi đây. 나 지금 가야 해. 나 지금 가야 해. 나 지금 가야 해. 나 지금 가야 해. Tớ phải đi đây. Hoặc là bây giờ tớ phải đi đây. 도움 될 거야. 도움 될 거야. Sẽ có ích đó hoặc là sẽ có ích đấy. 도움 될 거야. 도움 될 거야. 도움 될 거야. Sẽ có ích đó. 말 되네. 말 되네. Có lý đấy. 말 되네. 말 되네. 말 되네. Có lý đấy. 집이 최고야. 집이 최고야. Nhà là nhất. 집이 최고야. 집이 최고야. 집이 최고야. 집이 최고야. Nhà là nhất. Hoặc là nhà là số 1. 최고. Số 1. Nhất. 부끄러. 부끄러. 서호과. 부끄러. 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 서호과. 여러분 잘 들었습니까? 다 외우십시오. Các bạn đã nghe rõ chưa? Hãy học thuộc tất cả nhé. Và các bạn đừng quên là nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.